Quay trở lại cái lệnh hôm trước, hôm trước chúng ta đang học ở cái lệnh là tạo block và insert block ấy. Thế thì đây là một cái file hôm trước tôi làm đúng không? Giả sử như bây giờ là tôi không lấy cái file này nữa, tôi tạo ra một cái file mới hoàn toàn và tôi muốn lấy cái block đó vào thì như thế nào? Đấy. Thế thì ví dụ như bây giờ tôi new, tôi tạo một cái file mới hoàn toàn chưa có gì hết đi. Đó. Thậm chí là đang còn cả lưới như này đúng không nào? Đấy, rồi. Sau đó thì bây giờ là tôi cũng làm từ đầu đi, MV setup đi. Đấy, cái phần này tôi không nói nữa nha. Đấy, cái này thì các bạn biết rồi. Ví dụ như là bây giờ tôi cho cũng là khổ giấy A3 đi nha, 420 đi. Đấy, 297 đi. Rồi. Đấy thì khi mà chúng ta có được cái đường viền xung quanh, đây là đường viền của trang giấy nha. Bây giờ chúng ta offset, dùng lệnh offset đấy, O enter. O enter. Chúng ta sẽ offset từ ngoài vào là tôi gõ chữ O enter, tôi nhập 1000. 1000 là nó sẽ là khi mà chúng ta in ra là cái đường viền nó sẽ là 1 cm. Đó, từ cái đường bên ngoài vào đường bên trong này là 1 cm. Nhưng mà thường thì phía bên trái này là chúng ta phải đóng tập, mà chúng ta phải đóng gáy. Cho nên á là chúng ta sẽ kéo nó vào một khoảng thêm bằng chừng đó nữa, tức là thêm 1000 nữa để cho nó được 2 cm thì chúng ta đóng gáy nó dễ. Đang còn dán gáy nữa đúng không? Dán đóng tập rồi dán nữa. Đấy. Do đó là khi chúng ta offset vào 1000 được như này rồi thì bây giờ tôi dùng lại gõ chữ S này, hoặc là nếu mà chúng ta chỉ cần gõ chữ S thôi nhá. Anh Sa, anh có thể là nếu mà không ấy thì tí nữa tôi sẽ giải quyết cho anh. Tức là chỉ cần gõ chữ S thôi chứ không cần phải gõ đầy đủ cái chữ là straight nha. Chỉ cần gõ chữ S thôi, enter. Rồi, bây giờ kích chuột ở đây này. Kích chuột ở cái chỗ trống mà không có gì hết á nha. Đừng có dính vào cái đường nào hết á. Kích chuột ở cái chỗ trống giữa hai cái đường này. Sau đó tôi kéo lên. Đó, tôi chỉ kéo là bao tròn cái khung ở bên trong thôi, không chọn cái khung ở bên ngoài. Rồi tôi kích điểm thứ hai xong, enter, tôi kích một điểm bất kỳ, tôi kéo về bên này, F8 đây nhá, tôi kéo về bên này và tôi gõ thêm 1000 nữa, enter. Như vậy thì nó chỗ này là in ra nó sẽ là 2 cm để chúng ta đóng tập dàn gáy. Rồi ấy thì sau khi mà tôi tạo được cái khung ở bên trong này là cái khung của bản vẽ, còn cái viền bên ngoài là cái trang giấy, thì khi chúng ta in thì cái trang giấy nó có sẵn rồi. Rồi bây giờ tạo một vài cái layer đi, tôi nói nhanh như này, tôi có thể tạo một vài cái layer, ví dụ như là bây giờ new đây nhá, ví dụ như là đây tôi tường này, hay là nét cắt cũng được nhá. Đấy, ví dụ như tôi đang vẽ nhà thì tôi đặt nét tường đi. Đấy. Độ lớn đây ví dụ như là cho độ lớn luôn 0.5 đây chẳng hạn đi. Rồi new tiếp này, ví dụ như là cửa này. Đấy, đặt tên như thế cũng được nha, đặt tên theo cái bộ phận cấu kiện gì đó cũng được nha. Hoặc là để đặt tên là nét cắt nét thấy cũng được. Tường cột. Đấy, ví dụ như thế nha, màu số 6 đây chẳng hạn đi. Rồi. Độ lớn đây 0.5 luôn ha. Rồi ví dụ như là new đây là ví dụ như là tim trục. Đấy, ví dụ như là tim trục ở đây, ví dụ màu số 9 đây. Đấy, độ lớn đây 0.09 đây. Đó, ví dụ như thế. Rồi ví dụ như là dim để đo kích thước. Đấy, màu số 8 đây. Độ lớn 0.13 chẳng hạn. Rồi ví dụ như là test để đánh chữ. Đấy, ví dụ như là màu số 3. Rồi độ lớn đây 0.25 đây chẳng hạn. Vân vân, rồi tí nữa thiếu thì chúng ta bổ sung thêm. Ở đây có cái đường tiêm trục, chúng ta kích vào continue đây, chúng ta lót và chúng ta chọn nó là center đây chẳng hạn đi. Đấy, ok, chọn center ok. Rồi sau khi tôi tạo ra được cái layer rồi thì bây giờ tôi vào đây, ví dụ tôi chọn đường tiêm trục trước này. L enter, tôi vẽ một cái đường thẳng như này nhé. Giả sử như tôi vẽ một cái đường thẳng dài bất kỳ đây đi.
Rồi, sau khi tôi vẽ cái đường trục đây rồi nhưng mà chưa nhìn thấy cái đường trục đâu cả thì chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh là LTS là Lifetime Skill. Vẽ ra trước nha, sau đó các bạn gõ LTS Enter và chúng ta nhập ví dụ như là 35 Enter đi. Và nếu mà 35 Enter mà các bạn chưa thấy thì LTS lại. Đấy, LTS lại và các bạn nhập là 700 Enter là vừa. Đấy, thì nó sẽ thấy một trong hai số đó thôi nhé các bạn. Đấy. Còn các bạn muốn thưa hơn thì có thể nhỏ hơn 700, muốn thưa hơn thì lớn hơn 700, muốn dày hơn thì nhỏ hơn 700. Rồi sau khi tôi làm được một cái đường trục này rồi thì chúng ta dùng lệnh offset or enter. Tôi nhập ví dụ như 3600 đi. Nha, tôi kích vào đây đưa sang, kích đây đưa sang chẳng hạn, đúng không nào? Đấy, tôi vẽ đơn giản này đi, giả sử như là cái phòng này 4200 đi. Rồi, L enter tôi lại vẽ một cái đường nằm ngang đây nha, một cái đường nằm ngang đây. Rồi sau đó tôi offset ví dụ như hành lang 2m 2000. Đấy, ví dụ như offset tiếp đây ví dụ 5400 hay là 6000 gì đó. Rồi. Bây giờ các bạn thấy là cái trục trên này nó hơi bị dư, như vậy thì chúng ta lại dùng lệnh S lệnh stretch vừa rồi đấy, S enter. S enter. Rồi, tôi bao hết toàn bộ điểm cuối này thôi. Bao cửa sổ trái nhá, bao phải này cũng được đâu, bao như thế này không được đâu. Mà phải bao trái như này, đứt 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 như này. Đấy, chọn hết toàn bộ các điểm cuối này enter, kích vào một điểm trên này đi. Kéo xuống đây cho nó muốn ngắn lên đây thì nó ngắn lên đây. Đấy, các bạn muốn cho nó gọn gàng như thế. Rồi. Cho nên ngay từ đầu á là các bạn cứ vẽ cho nó thừa đi, không cần biết nó tới đâu đâu. Còn nếu mà các bạn vẽ như này thì chưa ổn này. Ví dụ như các bạn vẽ mà tất cả các đường trục như này là không nên nhá. Tôi khuyên các bạn không nên vẽ đường trục như này. Ví dụ tôi ra bài toán là dài, ví dụ như từ đây đến đây là 11 mét chẳng hạn đi. Các bạn vẽ đúng 11 mét cho tôi chẳng hạn đi. Thì tôi khuyên các bạn không nên vẽ như này. Tại sao thế? Bởi vì chúng ta cái trục là để đo kích thước này, để copy, để làm nhiều chuyện khác nữa. Mà nếu mà các bạn làm ngắn như này thì tí nữa các bạn làm nó sẽ bất lợi, nó sẽ bất lợi và không đẹp, đúng không nào? Trừ trường hợp mà chúng ta vẽ những cái gì khác thôi, chứ còn nếu không thì chúng ta không nên cắt ngắn trục như thế. Chúng ta cứ để trục thừa như này để chúng ta làm nhiều việc khác và để đo kích thước nó mới hay hơn, nó đẹp hơn. Rồi sau đó thì ví dụ như là tôi chọn tường nha, tôi chọn tường. Bây giờ tôi sẽ vẽ đây. ML enter, re enter, Z enter, S enter. Ví dụ như là bây giờ tôi nhập tường 200 trước đi. Ví dụ như là tôi vẽ đơn giản này. Tôi vẽ đơn giản này nha. Vẽ bắt đầu từ điểm nào trước cũng được, nhưng mà nói chung là tôi khuyên các bạn là hạn chế cái việc mà chúng ta vẽ những cái thao tác thừa nhiều thì chúng ta mất công đi cắt. Thì nó sẽ mất thời gian nha. Đây ví dụ như tại sao nó xin xin đây là bởi vì bắt điểm nhầm này. Đấy thì tôi là M lại, ML lại rồi nha. Đấy, vẽ lại. Ví dụ như ở chỗ này nó có cái phòng vệ sinh đây chẳng hạn đi. Ví dụ như là 1500 đây. Đấy, bây giờ tôi muốn vẽ cái tường ngăn cho 1800 đây. 1500 nhỏ quá. Đấy, ví dụ như tôi muốn vẽ cái tường ngăn đây 100 thì ML enter, tôi chỉ cần gõ chữ S thôi. Enter và tôi nhập 100. Tôi vẽ từ đây qua đây, ví dụ như đây. Rồi. Thế thì cái câu chuyện ở đây á, em ML edit để tôi cắt được mấy cái chỗ giao nhau thôi, khỏi cắt đi, tí nữa tôi vẽ cột cho nó chồng lên luôn cũng được. Thì cái câu chuyện ở đây là tôi muốn nói đây là chúng ta đang học cái lệnh insert. Cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh insert block, chúng ta sẽ chèn nó vào như thế nào. Chèn nó vào như nào nha. Đấy, ví dụ như bây giờ tôi gõ chữ Y ngắn enter. Đấy. Thì có thể là ví dụ như với AutoCAD 2022 thì nó nhớ những cái block mà trước đó chúng ta đã tạo thì nó còn ở đây. Đấy. Chứ còn nếu mà với AutoCAD không phải là 22 mà nó 2020 hoặc là 16 hay 19 gì đó chẳng hạn đi thì nó không nhớ như này, thì các bạn phải kích vào cái chỗ brow á, đúng không nào? Cái brow là giống như đây thôi. Đấy, để mà các bạn sẽ chọn cái giống như là cái thư viện là mà tôi vừa mới gửi cho các bạn ở trên nhóm Zalo á, thì các bạn download về và các bạn giải nén nó ra. Đấy, và khi giải nén nó được rồi thì bây giờ các bạn vào trong cái thư mục đó để mà các bạn chọn. Ví dụ như là tôi đang lấy cái cửa thì nó có sẵn đây rồi, tôi lấy cái cửa để tôi vẽ trước cái đã nhá. Rồi tí nữa tôi sẽ nói là lấy cái thiết bị vệ sinh tôi đặt vào đây như thế nào nhá. Đấy, tôi lấy cái cửa này. Tôi là nếu mà lấy cái cửa này á nha.
Đấy, nếu mà lấy cái cửa này thì tôi phải đánh dấu vào đây để làm gì? Để tôi sẽ nhập cái thông số. Đấy, tôi lấy cái cửa này rồi ra đây. Thế bây giờ giả sử như là cái cửa nó đang nằm như thế, bây giờ là giả sử như là tôi đặt vào đây đi, đặt vào điểm này đi. Và tôi sẽ nhập là ví dụ như là cái cửa 900, tôi gõ 900, enter 900 nữa, enter. Rồi cái cửa 900 đây, nó đang bé tí đây. Các bạn thấy nó quá nhỏ không? Đấy, thì nguyên nhân tại sao mà cái cửa này nó bé tí đấy. Đấy, thì lúc nãy tôi có nói với các bạn là gì? Là cái đơn vị ở cái block này với lại cái đơn vị mà chúng ta đang vẽ đây nó không phù hợp. Đấy. Cho nên là mặc dù tôi nhập 900 nhưng mà cái cửa nó bé tí thì nó không phù hợp. Đấy, vậy thì cách làm chúng ta muốn khi nào mà chúng ta insert nó vào mà thấy nó nhỏ quá, chúng ta hoặc bị to quá thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ gõ cái lệnh là unit. Đấy, unit là để can thiệp vào cái đơn vị, chúng ta chuyển đổi cái đơn vị đo của cái bản vẽ này. Unit nhá. Chúng ta gõ cái lệnh là unit thì nó sẽ xuất hiện cái hộp thoại này. Và các bạn nhìn thấy đây đơn vị của nó là đang là in. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ đổi sang là millimeter. Rồi. Sau khi đổi sang millimeter rồi, ok, bây giờ tôi sẽ lấy cái cửa này tôi đặt vào. Và tôi kích vào đây, tôi nhập là 900 đi. Đấy, 900 nữa. Enter. Như vậy thì bây giờ các bạn thấy cái cửa này nó vừa rồi. Nó vừa rồi, nó hợp lý rồi. Lúc nãy là nó quá bé đúng không? Sau đó tôi mờ lùi ra đây 100 chẳng hạn đây. Đó. Ồ, tôi mới nhập số 1 à. Mờ enter. Tôi kích vào đây, tôi kéo về đây là 100 đây. Rồi. Đó, sau đó tôi vẽ cái này. Chúng ta cứ đặt cái cửa vào trước, rồi chúng ta sẽ có cái giới hạn từ đây đến đây. Sau đó TR enter, chọn hai đường này enter đúng không? Cắt đi. Đó, như vậy là tôi được cái cửa vào đây. Giả sử như bây giờ tôi muốn đặt cái cửa đó vào đây là cửa này là cửa cửa vào phòng vệ sinh ví dụ như 700. Như vậy là tôi lại lấy cái cửa này tôi đặt vào đây tiếp. Và tôi gõ 700. Enter, 700, enter. Rồi. Bây giờ cái cửa này á, thì chúng ta cứ để như này đi. Tôi xoay nó này đi nha. Rồi tôi sẽ lật nó lại. Lật nó lại thì lật nó lại bằng cái lệnh gì? Lệnh mirror. Muốn lật nó lại là sử dụng lệnh mirror. Đấy, nhưng mà mirror đối xứng thì nó sẽ đối xứng sang một cái giống hệt như thế đúng không? Đây tôi chọn cái này này. Enter này. Kích điểm thứ nhất này, lên điểm thứ hai này. Đấy, sau khi tôi kích điểm thứ hai xong, nếu mà tôi enter thì nó sẽ tạo ra là hai cái lật đối xứng nhau đúng không? Đấy, nhưng mà tôi sẽ không enter mà tôi gọi chữ y dài enter thì nó sẽ lật lại. Y dài có nghĩa là nó đang hỏi chúng ta là có xóa đối tượng gốc hay không đấy. Z. Đấy, như vậy thì nó sẽ mất cái bên kia mà nó chỉ còn cái bên này thôi. M enter, tôi kích vào đây, tôi kéo lùi ra, hở ra 100. Rồi, sau đó là tôi vẽ cái nét này. Đấy, như vậy là tôi được cái cửa 700 đi vào cái phòng vệ sinh đây. Nha, đó, ví dụ như thế. Bây giờ tôi muốn cái tôi đang nói cái lệnh block mà, cho nên là chúng ta muốn có cái chậu rửa đặt ở đây, đây có cái xí chẳng hạn đi. Như vậy thì tôi muốn lấy cái chậu rửa, lấy cái xí thì tôi lấy như thế nào? Đấy. Thì chúng ta gõ chữ Y ngắn Enter. Đối với AutoCAD của các bạn 2022 thì nó giống như tôi đây. Còn nếu mà các bạn sử dụng cái phiên bản khác, phiên bản cũ hơn ấy, thì nó sẽ không có cái bảng này. Mà sau khi các bạn gõ chữ Y ngắn Enter thì nó sẽ xuất hiện một cái hộp thoại cũng gần giống như này thôi. Gần giống này thôi. Nhưng mà nó sẽ có một cái chữ là cái chỗ là có cái chữ là brown á nha. Đấy, thì với 22 thì các bạn kích vào đây, còn nếu mà với AutoCAD phiên bản cũ hơn thì nó có chữ brown. Các bạn kích vào đây. Rồi, sau khi các bạn kích vào đây ấy, thì ví dụ như là cái thư viện mà tôi gửi cho các bạn thì nó nằm ví dụ như là nó sau khi các bạn giải nén ra rồi, các bạn để nó vào ở đâu đó, ví dụ như như tôi đây. Nha, đấy, có cái mục thư viện đây. Đấy như nào? Đấy, thế thì bây giờ các bạn kích vào một cái hình nào đó, ví dụ như kích vào đây nó đang hiện lên cái máy bay, đúng nào? Rồi khi các bạn kích vào đây rồi, bây giờ chúng ta muốn lấy là cái xí, đúng không? Cái đó, các bạn muốn lấy cái xí thì tôi kích vào một cái bất kỳ đây này, xong rồi tôi gọi chữ X, đấy, thì nó bắt đầu là nó chạy đến cái xe, đúng nào? Và xuống dưới này là xẻ xí này, đây là xí trồm này, đúng không? Xí trồm này, kéo xuống nữa, đúng nào?
Đấy, chúng ta thấy đây xí đây. Đấy, nhưng mà bây giờ xí nó chỉ có ba cái này không á, như vậy là cũng không đủ. Như vậy chúng ta lại kích vào một cái bất kỳ và chúng ta sẽ gõ lại cái chữ là bây giờ chữ T là toilet đấy. Đấy, thì nó sẽ đi đến là tiểu nam tiểu nữ ở đây, nó có chữ toilet đây. Rồi, giả sử như bây giờ là các bạn muốn cái xí bệt là kiểu này, đây là cái mặt đứng này đúng không, mặt đứng bên này đúng nào, đây mặt bằng này. Đấy, thì các bạn muốn kiểu gì thì các bạn chọn thôi. Giả sử như là tôi chọn cái này à, toilet 3 đây, bởi vì nó có nhiều mẫu mà. Đấy, tôi chọn cái này open. Rồi, bây giờ cái tỷ lệ nó phù hợp rồi đúng không? Đấy, thì bây giờ là tôi sẽ làm sao? Đấy, thì bây giờ tôi sẽ là đặt nó vào đây. Đấy, đặt nó vào đây thì tôi có thể giữ shift nhấn chuột phải và tôi sẽ chọn chữ nearest, tôi sẽ bắt điểm vào đây nha. Bắt điểm vào đây. Sau khi bắt điểm vào đây rồi, tôi sẽ xoay nó sang đây này. À, tôi sẽ enter hai lần này, một lần này, hai lần. Và tôi sẽ xoay nó sang đây. Tại sao enter hai lần mà không nhập gì hết, tôi không gõ gì hết mà tôi enter hai lần? Ý nghĩa của enter hai lần vừa rồi có nghĩa là giữ nguyên số 1, có nghĩa là giữ nguyên cái tỷ lệ của nó mà tôi không hề thay đổi. Đúng nào? Theo phương x theo một lần, theo phương y hai lần. Đó là cả hai lần đấy, đúng nào? Rồi tôi kéo sang đây, tôi kích điểm này đó. Như vậy là tôi đã đặt xong cái xí vào đây rồi. Đấy chưa? Tôi đã đặt cái xí vào đây rồi. Bây giờ tôi muốn lấy cái chậu rửa. Thì ví dụ như là chậu rửa hôm trước là lấy nó có sẵn, nó nhớ đây rồi. Như vậy thì bây giờ tôi cũng lấy cái chậu rửa này tôi đặt ra đây. Đấy. Thì khi tôi lấy cái chậu rửa tôi... Đấy, cái chậu rửa nó có sẵn đây. Đúng nào? Đấy. Như hôm trước đây là tôi tạo ra cái van nè, đây chậu rửa đây. Như vậy tôi đặt ra đây, đặt vào đây ấy, thì nó không biết bắt điểm ở đâu cả đúng không? Nếu mà như thế này ấy, thì à, đây ví dụ như muốn đặt cái chậu rửa ở đây, đó. Rồi enter một lần, hai lần, à, rồi sau đó thì nó đang hỏi xoay thì chúng ta kích đây đó, như vậy là nó sẽ đặt cái chậu rửa vào đấy, đó vân vân. Các bạn thấy chưa? Muốn đặt cửa rồi muốn đặt thiết bị vệ sinh thì chúng ta dùng lệnh insert như thế nha. Đấy thì thì trong cái thư viện của tôi đây này, nó sẽ có rất là nhiều thứ tôi vẽ. Rồi là có cột vuông đúng không nào? Đấy, cột vuông. À, rồi là cửa gì là có hết trong đó. Ví dụ tôi muốn lấy cái cột này nha. Tôi lấy cái cột này open. Đấy, bây giờ tôi đặt cái cột vào đây. Đặt cái cột vào đây. Nhưng mà khi tôi đặt vào cái cột vào đây ấy, thì tôi sẽ gõ là cái cột này là 200. Tôi gõ 200 enter. Tôi gõ 200 nữa. Enter. Đấy, thì các bạn thấy là cái cột này quá to đúng không? Đấy, thì cũng là do đơn vị cả thôi. Đúng nào? Đơn vị cả thôi thì unit chẳng hạn đi. Đấy, unit. Ví dụ như là... Bởi vì nhiều thứ quá tôi cũng đôi khi tôi tạo ra nó cái block nhưng mà tôi lại không có để ý về cái đơn vị lắm cho nên là... Bây giờ là tôi lấy cái cột đó lại. Tôi đặt vào đây. Và bây giờ tôi sẽ nhập là ví dụ như 200. Enter 200. Enter. Đó. Enter nữa kết thúc. Như vậy là cái cột 200 thì nó sẽ đặt vào đây đúng bằng cái tường 200 đây này. Đó. Cho nên là không việc gì phải đi ngồi vẽ cái cột đâu. Mà chúng ta insert block vào thôi. Đấy như nào? Đấy, vấn đề ở chỗ là do là trong cái thư viện của tôi thì nó có nhiều loại đơn vị quá. Các bạn cần thiết thì các bạn cứ mở cái cột đó ra, các bạn đổi lại đơn vị đi. Rồi khi các bạn đặt nó vào đây thì nó sẽ không còn là cái mất công phải đổi đơn vị nữa, đúng không? Ví dụ như cái cột vừa rồi đây, tôi sẽ đổi lại đi. Nha. Đấy. Rồi, cái cột vừa rồi đây là coi như là tôi phải đổi đơn vị, đúng không nào? Bây giờ unit này. Coi như là cái đơn vị tôi đang để là mm chưa đổi này nha. Mà bây giờ tôi muốn lấy cái cột vừa rồi tôi đặt vào đây, tôi không cần đi đổi đơn vị. Như vậy thì cái thao tác đầu tiên á, nếu mà rảnh á, là các bạn à, ví dụ như là các bạn có thể mở cái thư viện của tôi ra và các bạn à, mở nó ra nha. Sau khi các bạn mở nó ra, các bạn à, ví dụ như là cái cột vừa rồi. Đấy, cái cột vừa rồi đây thì chúng ta đổi đơn vị thôi, unit đây. Ý nói là chúng ta đổi một lần và lần sau không cần đi đổi nữa, hiểu không? Đây chúng ta đổi một lần đây rồi, ok rồi, chúng ta Ctrl S lưu nó vào đó, Ctrl S lưu nó vào rồi thì lần sau chúng ta
làm cái công trình nào đó thì chúng ta không cần phải đi đổi nữa. Thì cái cách làm của chúng ta là như thế đấy. Cái cách làm như thế thì chúng ta đỡ, không 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 phải mất công là cứ mỗi lần là làm lại phải đi đổi đơn vị. Đấy, thế thì bây giờ tôi sẽ chèn cái cột này vào mà không cần phải đổi đơn vị nữa. Ví dụ như y ngắn enter đây, đúng không? Vào đây. Lấy lại cái cột, chứ cái cột cũ đây nó vẫn đang còn nhớ cái đơn vị là in. Open lại, đúng không nào? Rồi, bây giờ tôi đặt vào đây. Có thể là nó đang nhớ cái đơn vị cũ. 200. Nó đang nhớ cái đơn vị cũ bởi vì cái hình cũ đây nó đang còn. Phải bỏ cái này đi đây. Remove đi đây. Đấy, không list nó nữa và load lại. Đấy. Thì đó, thì chúng ta đặt cái cột này vào. Nhưng mà hình như là nó vẫn đấy, nó vẫn đang hiểu đơn vị là in rồi. Đấy, thì do mấy cái block của tôi là nó nhiều loại đơn vị quá, cho nên là chúng ta hơi mất công phải đổi đơn vị một tí thôi, chứ thực ra thì mọi thứ là tôi đã làm có sẵn rồi. Đấy. Các bạn đỡ mất công phải đi vẽ nha. Đây, cột 200 đây. Nếu mà 300 nữa, cột 200, 300, cột hình chữ nhật thì tôi gõ 200, 300 là ra hình chữ nhật. Mặc dù cái cột của tôi là cái block nó là cái cột vuông, nhưng mà khi các bạn chèn vào đây, các bạn gõ 200, 300 thì nó sẽ ra cái cột hình chữ nhật. Đấy chứ nào? Đấy, kiểu như thế đấy. Rồi, thì đó là nói là về bổ sung cái hôm trước tôi đang nói là về cái block, và chính là giải quyết cái vấn đề mà tôi mới gửi cái thư viện cho các bạn thì các bạn không biết xài sao. Thì đó là tôi vừa hướng dẫn cái cách sử dụng cái thư viện mà tôi đã đưa cho các bạn. Đấy chứ nào? Rất nhiều thứ trong đó. Đang vẽ cái gì cần thì chúng ta lấy ra thôi, không có mất công phải ngồi vẽ. Rồi. Nếu mà 207 hoặc là cái AutoCAD 16 gì đó chẳng hạn thì nó có cái chữ Brow này này. Các bạn kích vào Brow rồi thì nó sẽ giống như là cái mở bản vẽ. Chúng ta chọn tập tin và chúng ta open thôi, đúng nào? Còn cái chỗ này là chúng ta đánh dấu vào đây này. Tôi có nói chứ này này. Nếu cần thay đổi tỷ lệ hình vẽ thì đánh dấu vào Skill này. Đấy, còn nếu mà cần xoay hình vẽ thì chúng ta đánh vào dấu vào rotation này. Đấy, thì nó sẽ cho phép chúng ta xoay và cho phép chúng ta nhập ví dụ như là mấy nghìn mấy trăm đó, đúng nào? Đấy. Bây giờ sang một cái mục là tạo group, là tạo nhóm. Thì thực ra là bình thường thì các bạn có thể là không cần phải tạo nhóm. Tạo nhóm nó khác với tạo block. Tạo block á là cũng là liên kết nhiều đối tượng lại thành một nhóm. Nhưng mà tạo nhóm là chúng ta có thể sửa cái nào riêng cái đó được. Còn tạo block là chúng ta sửa một cái nó sửa hết, là mục đích để quản lý. Hôm trước tôi đã giải thích các bạn rồi đấy. Các bạn vẽ ra một cái cửa rồi, các bạn copy đặt ở rất là nhiều nơi. Bây giờ nếu như bây giờ các bạn sửa một cái thì tất cả những cái kia đều sửa hết. Còn tạo group á là chúng ta có thể tạo ra và để quản lý cho nó dễ, nhưng mà chúng ta copy sang nơi khác và chúng ta chỉ việc sửa từng cái riêng biệt thôi. Tôi lấy ví dụ như này đi. Đấy, ví dụ như là bây giờ là cái ví dụ như là cái mặt cắt hôm trước đây. Nha, giả sử như là cái nền này các bạn muốn là ký hiệu đây là cao độ là 0,0 chẳng hạn đi. Đấy, ví dụ như tôi đánh này, DT Enter này. Tôi kích vào đây. Rồi tôi nhập chiều cao chữ là 250 Enter, góc xoay bằng 0 Enter. Rồi tôi sẽ đánh là cộng trừ 0,0,0 đây. Tôi sẽ đánh là hai cái dấu là 100%. Ồ, cái chữ này xấu đúng không? Đấy, chữ đó là chữ Roman hôm trước nói đấy. Tôi sẽ gọi chữ ST. Tôi sẽ đổi lại cái chữ là Arial Standard này.
Tôi vừa mới gõ chữ ST Enter thì nó sẽ xuất hiện cái hộp toàn này này, set current mặc định đi. Rồi tôi DT Enter này, kích vào vị trí đặt chữ đầu dòng này, chiều cao chữ 250 này, góc xoay bằng 0 này. Rồi bây giờ tôi sẽ đánh là, ví dụ như muốn cộng trừ 0,000 á, thì tôi đánh là 100% này, chữ PF này. Rồi cách ra mà ký từ trống này 0,000. Rồi Enter hai lần kết thúc đi. Như vậy là tôi được là cái cao độ là 0,000 của cái nền ở đây nha. Rồi bây giờ tôi sẽ vẽ thêm cái nét đây đi nha. Ví dụ như là vẽ thêm cái này vào đây để đây là ký hiệu cái cao trình cao độ đấy nha, ký hiệu cao trình cao độ đây. Rồi sau đó thì ví dụ như là nếu mà kỹ nữa thì cái chỗ này tôi sẽ tô đặc một bên đây thôi. Bây giờ tôi sẽ tạo cái này thành cái group. Tôi không tạo block, bởi vì tạo block thì tôi sửa một cái là lên trên này là ví dụ không phải 0,000 mà nó là 3,6 chẳng hạn. Thì chúng ta lại phải đi sửa hết. Cho nên là tôi sẽ không, nó lại sửa hết cho nên là tôi không làm như thế mà tôi sẽ tạo group. Đây, group này. Đấy, chúng ta gõ cái lệnh group. GR thì nó xuất hiện đây, group đây. Rồi, tôi sẽ chọn hết cái này đi. Đúng nào? Nhưng mà nó đang hỏi chúng ta dưới này đặt tên này. Nó đang hỏi name này, tên này. Như vậy thì bây giờ tao sau khi tôi chọn xong là đừng enter mà tôi đặt tên cái đã. Tôi đặt tên là ví dụ như cao trình đây. Đấy, cao trình cao độ nhá. Tôi đặt tên nó là cao trình. Rồi, chọn xong rồi enter. Đấy. Rồi bây giờ nó liên kết lại thành một khối rồi. Nhưng nó không phải là khối đâu mà một nhóm. Liên kết lại thành một nhóm rồi. Bây giờ tôi mới copy cái cao trình này nha. Tôi copy cao trình này tôi đặt lên đây. Tôi đặt lên đây chẳng hạn. Rồi tôi đặt lên trên máy đây đi. Và tôi sẽ sửa lại. Để ví dụ tôi ED ED Enter tôi sửa cái này lại là thành là cộng. Ví dụ như là 3,600. Đó, ví dụ như thế. Rồi tôi lên đây tôi sửa lại là ví dụ như là cộng ví dụ như là 10,800 chẳng hạn đi nha. Ví dụ như thế. Như vậy thì tôi sửa. Đấy. Tôi tạo group là để tôi quản lý cho nó dễ, nhưng mà sau đó thì tôi được phép sửa. Còn nếu mà block như hôm trước đây tôi sửa một cái là nó sửa hết toàn bộ. Đúng nào? Vậy cho nên là trong trường hợp này cái cao trình này ấy, thì tôi sẽ tạo group. Đó thì đó là ý nghĩa của cái lệnh tạo group là như thế. Còn nếu mà 207 á, khi tạo group thì nó sẽ xuất hiện cái hộp thoại này, cho nên chúng ta vào đây chúng ta đặt tên. Sau khi đặt tên xong rồi chúng ta kích vào new là chúng ta sẽ chọn cái đối tượng mà chúng ta cần tạo nhóm, là sau đó để enter và ok là xong. Đấy chứ nào? Thì cái cách làm là để tạo group như thế. Bình thường thì các bạn có thể là không sử dụng đến đâu. Không sử dụng đến cái group đâu. Còn cái một số cái lệnh này ấy, thì làm đặc hoặc để rỗng thì các bạn cũng có thể không dùng đến. Đấy, nhưng mà có một cái tình huống này. Ví dụ như có người mới hỏi tôi ấy, là tại sao bản vẽ tô vật liệu hết rồi. Tô vật liệu rồi, tô đen rồi, làm những cái việc khác rồi. Nhưng mà bây giờ không biết làm cái gì nữa mà bây giờ mở bản vẽ ra không thấy vật liệu đâu cả. Nó bị rỗng hết rồi. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Thì câu trả lời của tôi rất đơn giản. Tôi nói là gì? Gõ lệnh fill. Gõ lệnh fill, sau đó gõ chữ on, enter. Thế là nó sẽ có vật liệu. Tuy nhiên á, là cái lệnh fill mà sau khi mà chúng ta gõ fill xong mà chúng ta gõ chữ on xong rồi á, nó vẫn không thấy đâu. Mà muốn nó thấy á, thì cái lệnh fill nó phải kết hợp với cái lệnh này này, regen. Cái lệnh fill với cái lệnh này, nó hai cái này nó kết hợp với nhau. Nếu anh gõ fill xong, gõ on xong mà chúng ta không gõ chữ re, regen, thì nó vẫn như cũ không hề thấy gì hết. Đấy. Cho nên là sau khi gõ fill xong, on xong thì phải gõ regen thì nó mới đặt trở lại, hoặc là chúng ta muốn nó rỗng hết đi
Mặc dù tô vật liệu rồi nhưng mà bây giờ không muốn nhìn thấy vật liệu nó. Fill Enter, Off Enter, sau đó gõ chữ RE Enter Regen thì nó sẽ không nhìn thấy vật liệu nó. Đấy, tôi lấy ví dụ như là cái hình vẽ này hôm trước tô vật liệu chưa? Rồi, tô rồi. Ví dụ như là cái hình vẽ này là tôi đã tô đặc cột này, tôi đã tô vật liệu tương rồi này. Bây giờ tôi gõ chữ Fill này. Đấy, gõ Fill Enter này. Rồi nó hỏi On hay Off này. Giả sử như bây giờ tôi gõ Off này. Thì các bạn nhìn thấy là vật liệu vẫn bình thường đúng không? Nhưng mà sau đó tôi gõ chữ RE là Regen. Đó. Thì nó biến mất hết, các bạn nhìn thấy chưa? Thực ra là nó không mất, mà nó gì? Thực ra nó không mất mà nó vẫn còn, đúng nào? Thậm chí là cái đường kính kích thước bây giờ nó cũng không tô lên nữa mà nó bị rỗng hết rồi. Tất cả mọi thứ nó bị rỗng hết rồi. Đúng nào? Đấy, thế bây giờ tôi mới gõ fill lại. Rồi on lại. Đấy, on lại. Và sau đó gõ chữ RE Regen. Đó. Thì bây giờ mọi thứ nó lại xuất hiện đặc lại, tức là vẫn nhìn thấy vật liệu thật, đúng nào? Thì đó. Đó là bình thường thì các bạn không dùng đến nó hai cái lệnh này. Nhưng mà đấy là trả lời cái câu hỏi đấy, một có một thỉnh thoảng có người lại điện thoại hỏi tôi như thế. Bây giờ bản vẽ nó bị rỗng hết rồi, mặc dù tô vật liệu rồi, bây giờ tô lại nó cũng không thấy luôn. Thì làm sao? Thì đó, dùng hai lệnh này, nhớ chưa? Dùng hai lệnh này. Trong đề cương không có cái lệnh này đâu. Đấy, nhưng mà đấy là tôi nói để mà các bạn xử lý tình huống, đúng nào? Đấy. Rồi. À, bây giờ cái mà xem thông tin về hình vẽ, đấy, thì cái xem thông tin về hình vẽ thì tất nhiên là nó sẽ đưa ra cho mình là cái thông tin bằng tiếng Anh. Đấy, nhưng mà cũng hay đấy. Đấy. Tôi lấy ví dụ như này đi. Tôi vẽ một cái hình nó có vẻ như là mèo mó gì đó nha. Đấy, ví dụ như là đang vẽ thẳng là bốn cong, rồi đang cong lại thẳng, rồi là gãy khúc, rồi tùm lum như này đi. Nha. Đấy, bây giờ tôi có một cái hình này. Nếu bây giờ các bạn muốn đo diện tích của cái hình này ấy, thì rõ ràng là các bạn phải chia ra nhiều hình cơ bản để các bạn đi tính diện tích của nó. Đúng không? Nhưng mà chúng ta đang ở trên AutoCAD. Như vậy thì nó tự nó đo diện tích cho mình luôn. Và cái chu vi một vòng xung quanh này bao nhiêu mét là tính cho mình luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng lệnh lead, là nó sẽ báo cho mình là thông tin nhé. Thông tin, mọi thông tin. Đúng không nào? Lead. Rồi tôi kích vào cái đường này đi. Đường biên của nó đây nha. Tôi kích vào đường biên này. Enter. Thì nó sẽ báo cho chúng ta biết này. Diện tích này. Cái hình đó là có cái diện tích bằng chừng này. Nhưng mà tại sao nó nhiều số thế? Đây. Diện tích nó nhiều số thế bởi vì diện tích ở đây đơn vị tính đang là mm vuông. Cho nên là chúng ta muốn đổi sang mét vuông thì chúng ta phải rời đi 6 con số. Như vậy thì ở đây 3 này, đây 3 nữa này. Như vậy là chúng ta được là 155,2 mét vuông. Đó là diện tích, đúng không nào? Còn perimeter á, là chu vi. Như vậy thì chu vi một vòng xung quanh này là bao nhiêu mét? Thì hiện tại bây giờ nó đang là mm này. Đấy, 63.287 mm. Như vậy từ mm mà đổi sang mét thì chúng ta sẽ rời đi 3 con số. Như vậy là 63,28 mét. Đó, đấy chưa nào? Đấy. Còn đây là chi tiết của từng đoạn. Thì chúng ta không quan tâm đến chi tiết của từng đoạn. Đoạn cong này mấy, đoạn thẳng này mấy. Thì nó có chi tiết của từng đoạn đây. Đúng không nào? Mà chúng ta quan tâm đây là nó sẽ báo chúng ta biết là trên là diện tích, area là diện tích, perimeter là chu vi. Đấy. Thì cái đó, hay là ví dụ như là bây giờ bây giờ cái gì cũng được hết á nha. Giả sử như bây giờ như cái bức tường này đi ha. Hay là bức tường này ha. Hoặc là cái thôi không nói bức tường, hình tròn, hình vuông hay là đường xiên gì cũng thế. Giả sử như tôi nói đơn giản nhất là một cái đường xiên này đi. Bây giờ tôi có một cái đường xiên này, các bạn không cần đo kích thước gì hết mà các bạn muốn biết là đường thẳng này dài mấy mét, nghiêng một góc bao nhiêu độ. Thì bây giờ lead này, dùng lệnh lead này, li này, tôi kích vào đây enter thì nó sẽ báo cho chúng ta biết này. Li kích vào đây enter nó sẽ báo này. Đoạn thẳng đó có chiều dài bằng chừng này mét này. 9 đây này, mm này, 9979 mm.
Như vậy có nghĩa là 9,97 m, đúng nào? Nghiêng một góc 25 độ. Đây, angle là góc, len là chiều dài, đây là góc bao nhiêu độ, đấy chứ nào? Còn đây là tọa độ điểm đầu điểm cuối thì thôi không quan tâm. Đấy, một cái cung tròn này cũng thế thôi. Chúng ta có một cái cung tròn này, chúng ta không biết chiều dài nó bằng mấy đây, rồi bán kính nó bằng mấy đây, lít, dùng này lít, kích vào đây, enter, thì nó sẽ báo cho chúng ta biết đây, radius bán kính của nó bằng chừng này, nha. Đấy, cái góc của nó bắt đầu từ là góc 21 cho đến kết góc kết thúc là 150. Đấy, tổng chiều dài của cái đoạn cong này, đây, len, chiều dài, radius, đường bán kính, đấy chứ nào. Đấy, vân vân. Thì chúng ta dùng lệnh lít, nhớ chưa? Dùng lệnh lít thì nó sẽ báo cho chúng ta biết được rất là nhiều thông tin. Tuy nhiên thì tất cả các cái thông tin đó nó bằng tiếng Anh, nhưng mà những cái từ tiếng Anh đó nó cũng cơ bản mà, nó cũng dễ nắm thôi. Đó nào, dễ nhận biết thôi. Ừ. Rồi cái lệnh tiếp theo, đó là cái lệnh là dist. Hôm trước đến giờ tôi không đo kích thước mà tôi vẫn biết được nó dài mấy mét, đó là tôi dùng lệnh distance. Thì dùng lệnh DI chúng ta kích vào hai điểm cần đo, là chúng ta nó sẽ báo cho chúng ta biết được là nó là dài mấy mét. Đây, tôi lấy ví dụ như đây, các bạn đo đây được là 3800 nhá, nhưng mà có thực sự có phải là 3800 hay không, tôi dùng lệnh DI enter, tôi sẽ kích đầu này, kích cuối này, đó, nó báo cho tôi biết là 3800, thấy chưa? Như vậy là con số chúng ta đo đến này này và con số tôi dùng lệnh DI nó vẫn ra là 3800, như vậy là có nghĩa là đúng, là vẽ với tỷ lệ 1:1 hay còn gọi là 1/100. Đấy chứ nào? Vậy thì cái lệnh DI này này, cái ý nghĩa của nó là một trường hợp này nữa này. Đây là tôi nêu ra một cái câu hỏi. Có một người mới hỏi tôi này. Thầy ơi, bây giờ em có một cái hình vẽ. Người khác người ta vẽ rồi. Nhưng mà bằng cách nào để em biết được nó người ta đang vẽ với tỷ lệ bao nhiêu? Đấy. Hiểu câu hỏi chưa? Có một cái hình vẽ của người khác vẽ. Nhưng mà bằng cách nào để biết được người ta vẽ với tỷ lệ bao nhiêu đây? Thế thì đầu tiên tôi hỏi là ở trên đó, trên cái hình vẽ đó, người ta có đo kích thước không? Có ghi kích thước không? Đấy. Nếu trên hình vẽ đó mà người ta ghi kích thước, mà nếu kích thước đó phá vỡ khối rồi thì chúng ta phải thực hiện dùng lệnh DI để chúng ta kiểm tra lại có thể nó là tỷ lệ bao nhiêu. Còn nếu như mà cái hình vẽ đó mà người ta chưa phá vỡ khối thì chúng ta chỉ cần kích vào cái kích thước đây nha. Đấy, kích vào kích thước này rồi cũng có thể dùng lệnh lít cũng được, thì nó sẽ báo cho chúng ta biết à, như vậy là cái đó là đang vẽ với cái tỷ lệ là 1/100 này này, hoặc là đúng không nào? Đấy, hoặc là tôi kích vào đây thì nó sẽ báo ở trên này này. Đấy, 1/100 này nha. Đấy, thì khi tôi kích vào đây nó báo trên này là 1/100, như vậy thì 1 gạch ngang 100 thì vào đây có thử 1 gạch ngang 100 là modify, có thử là nó là tỷ lệ mấy. À, như vậy tỷ lệ là 1:1 đúng không? Tức là 1/100. Còn nếu như bây giờ tôi lấy một cái hình khác, ví dụ như cái hình này. Cái hình này hôm trước đây, tôi đo đây 500 này đó, tôi ghi kích thước đây 500 đúng không? Đấy, nhưng mà bây giờ là tôi không biết là cái hình này là tỷ lệ bao nhiêu nữa. Đúng nào? Thế bây giờ tôi sẽ dùng lệnh DI, DI enter. Tôi sẽ kích từ đây đến đây. Nó ghi cho tôi là 2000. Các bạn nhìn thấy 2000 chưa? Mặc dù ở dưới này nó ghi 500, nhưng mà tôi dùng lệnh DI ấy thì nó ghi 2000. Như vậy thì làm sao tôi biết được là nó là tỷ lệ mấy? Thì tôi sẽ dùng lệnh là gì? Tôi sẽ chia đúng không? Ví dụ như tôi sẽ lấy 2000 mà tôi đo được, dùng lệnh DI tôi đo được này nha. Tôi sẽ chia cho là 500 mà con số người ta ghi này. Lấy 2000 này là tôi đo được này, chia cho 500 mà con số người ta đã ghi này, thì nó sẽ bằng đây là bằng 4. Đấy, thì bằng 4 có nghĩa là tỷ lệ là 1/25 đấy, hoặc là ngược lại cũng được. Hoặc là chúng ta sẽ lấy 500 này mà chia cho 2000. Đấy, 500 mà chia 2000 thì nó sẽ ra là 0,25, như vậy có nghĩa là tỷ lệ 1/25. Đấy chứ nào? Đấy, các bạn hiểu cái ý tôi muốn nói chưa nhỉ? Tức là bây giờ có một cái hình vẽ, ví dụ như người ta ghi đây, người ta hình vẽ này người ta ghi đây là 300. Đấy, bây giờ làm sao biết được cái này là tỷ lệ mấy? Đúng nào? Đấy, hay là người ta ghi đây 600, làm sao biết được cái hình vẽ này tỷ lệ mấy? Thì DI enter,
tôi sẽ kích từ điểm này lên đến đây. Như vậy nó ghi là 3000. Nó ghi là 3000. Đấy. Vậy thì bây giờ tôi sẽ chia. Tôi đang dùng cái lệnh gì đây? Lệnh này ở trên AutoCAD nó có cái máy tính nha. Các bạn có thể là sử dụng nó để tính luôn, chứ các bạn không cần phải là đi lấy cái máy tính hay là lấy điện thoại ra bấm bấm để cộng trừ nhân chia đâu. Không cần, nó tính cho mình luôn. Đấy. Cái lệnh của nó là lệnh là CAL, tức là calculator á nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ lấy là con số lúc nãy ấy. Con số người ta ghi ở đây là 600 này, 600. Con số vừa rồi tôi đo được á là 3000, như vậy 600 chia cho 3000, enter. Nó bằng 0.2. À, như vậy là kết luận ở dưới này này. Kết luận ở dưới này là 0.2, có nghĩa là cái hình vẽ này là vẽ với tỷ lệ 1/20. Thế thôi. Đấy, thì đó là sử dụng cái lệnh distance để nhận biết khoảng cách giữa hai điểm, là để giải quyết những cái vấn đề kiểu như thế. Được chưa? Khi mà ai đó gửi cho chúng ta một cái bản đồ hay là một cái bản vẽ, chúng ta không biết người ta vẽ với tỷ lệ mấy thì chúng ta sẽ nhận biết bằng cách đó. Được chưa? Bây giờ đo diện tích thì cái lệnh này là hoàn toàn là để đo diện tích, để đo chu vi thôi. Ví dụ như bây giờ tôi có cái mặt bằng nhà này. Đấy, bây giờ cái mặt bằng nhà này, tôi không kể cái phần sảnh đi, tôi chỉ đo cái phần trong nhà đây đi. Như vậy bây giờ chủ nhà mới hỏi là cái diện tích nó bằng mấy, thì chúng ta sẽ dùng lệnh area. Đấy, chúng ta gõ lệnh area enter. Rồi, tôi kích vào các điểm này, kích vào các góc này này, 1 này, 2 này. Rồi, tôi kích lên này 3 này. Quay về đến đây 4 này. Đấy. Nếu mà diện tích thì như thế là đủ rồi, nhưng mà chúng ta muốn biết chu vi luôn thì chúng ta kích vào quay về điểm cũ, rồi enter. Thì nó sẽ báo cho chúng ta biết này. Ở dưới này các bạn thấy này. Chu vi một vòng xung quanh là được là 46.800, có nghĩa là 46.8 m. mm mà, là đổi sang mét là 46.8 m. Còn diện tích của cái mặt bằng nhà vừa rồi á, là nếu chúng ta rời dấu phẩy đi, đây ba con số, đây ba con số nữa, có nghĩa là 124.64 m² với cái mặt bằng này này, 124.64 m². Đấy, thì bây giờ nhân thử này, thử coi thử nó có phải từ vậy không. Đây này, đó cái thước luôn đi. Ví dụ như tôi đo phủ bì ngoài này này. Phủ bì thôi. Đó, ví dụ như đây là 15.2 nhân 16.2. Đó. 15.2 nhân 6.2. Enter. Đó, nó ra. Đó rồi. Tôi bấm nhầm sao? 15.2 à. À không, cái này là 8.2 chứ. 8.2 đây, 8.2 giống như là 6.2. Tính lại này. CAL này. 15.2 này. Nhân này. 8.2 này. Đó. Thì nó ra là 124.64 m², giống như tôi vừa đo đúng không? Nhưng mà không cần phải tính hết, dùng lệnh area là nó đo luôn. Đấy, thì đo diện tích, đo chu vi là như thế. Cái lần upload thì ý nghĩa cái này cũng không có trong đề cương. Cái lệnh upload là gì? Đấy, tức là cái phần mềm AutoCAD ấy, là nếu mà chúng ta cài vào, chúng ta sử dụng các cái lệnh cơ bản của nó, đó là cái lệnh gốc của cái nhà viết phần mềm, đúng không nào? Đấy, của hãng viết phần mềm. Nhưng mà giả sử như bây giờ tôi muốn thêm một cái tính năng gì đó chẳng hạn. Bây giờ cái phần mềm AutoCAD, chúng ta có thể biến cái phần mềm AutoCAD trở thành một cái phần mềm nó đi tính toán vẽ trắc dọc trắc ngang, và nó có thể đi tính toán cái hệ thống cấp thoát nước chẳng hạn đi. Thế thì người ta sẽ dùng cái ngôn ngữ lập trình, người ta viết ngôn ngữ lập trình Autolib. Người ta, đây tôi có nói này này, ngôn ngữ lập trình Autolib. Đấy. Người ta dùng cái ngôn ngữ lập trình Autolib, người ta sẽ viết vào cho cái chương trình AutoCAD, nó sẽ biến AutoCAD trở thành một cái phần mềm không chỉ là vẽ mà nó sẽ tính toán luôn. Đấy.
Thì như vậy thì những cái đoạn ô tô líp mà chúng ta đương nhiên là chúng ta không không tôi không dám nói là chúng ta có viết được hay không, nhưng mà tôi chỉ nói là chúng ta không đủ thời gian để đi ngồi nghiên cứu để mà chúng ta viết ra những cái đoạn chương trình con như thế. Nhưng mà có những cái đoạn chương trình con người ta đã viết sẵn ở trên mạng, người ta có thể tung lên trên mạng và chúng ta có thể download những cái chương trình con đó xuống. Bây giờ chúng ta load nó vào trong AutoCAD của mình để chúng ta sử dụng nó hay hơn, nó thêm cái tính năng gì đó. Tôi lấy ví dụ như thế, các bạn hiểu ý như thế này. Đấy. Vậy thì tóm lại là những cái chương trình con đó là người khác viết bằng ngôn ngữ lập trình Autolib. Bây giờ chúng ta muốn đưa cái chương trình con đó vào trong AutoCAD chúng ta đang dùng để chúng ta sử dụng nó hay hơn. Đấy, tôi lấy ví dụ như là bây giờ là AutoCAD thì bình thường các bạn cứ thế các bạn ngồi vẽ, nhưng mà bây giờ các bạn muốn muốn thêm cái tính năng của nó là có thể là vẽ trắc dọc trắc ngang luôn chẳng hạn đi. Như vậy thì chúng ta phải load cái chương trình con nó vào trong AutoCAD. Thì phải sử dụng lệnh upload. Đấy. Thì tôi lấy ví dụ như này đi. Như máy tôi chẳng hạn nha. Đấy, máy tôi này. Thì tôi có cái chương trình con nhỏ nhỏ ở đây thôi. Đấy, máy của các bạn không có đâu. Đấy, các bạn muốn có thì các bạn phải load nó phải tôi phải cung cấp cái tập tin đó cho các bạn rồi các bạn load nó vào thì nó mới có. Đây. Tôi lấy ví dụ như bây giờ là tôi gõ chữ CD Enter này. Máy của các bạn gõ chữ CD nó không hiểu đâu. Tôi chọn hết kích thước đây nha. Enter tôi kích vào dưới này nó sẽ quay xuống đầu dưới này. CD Enter này chọn hết đây này. Tôi kích vào đầu trên này nó sẽ quay lên đầu trên này. Đấy, thì ý nghĩa của cái đó là nó sẽ cắt cái đường ghi kích thước cho nó dài bằng nhau cho đẹp ấy mà. Ví dụ như bây giờ đây đi. Các bạn thấy cái đường ghi kích thước đây ở các bạn là chê nó hơi dài. Bây giờ CD Enter chọn hết đây đi. Enter ví dụ như tôi kích lại đây. Nó sẽ ngắn bớt, đó, ngắn bớt thấy không? Đấy, nó ngắn bớt. Thì cái chỗ nào mà tôi kích điểm ở đâu ấy thì nó sẽ chuyển cái vị trí bắt điểm của cái đường ghi kích thước nó tới điểm đó. Đó là tôi lấy ví dụ thôi. Đó, ví dụ đó là cái chương trình con là tôi đưa vào trong AutoCAD, chứ còn bình thường chúng ta gõ CD Enter nó chả hiểu CD là cái gì cả. Không nào? Đấy, thì phải load nó vào. Thì tóm lại là như thế thôi, chứ còn tôi cũng không có cái này thì các bạn có thể không cần dùng cũng được nha. Sang ba cái này á, lay ISO rồi lay on rồi lay off, thì ý nghĩa của nó là như thế này này. Ví dụ như bây giờ tôi muốn thực ra thì cái đó không cần dùng cũng được. Chúng ta có thể là ở trên này chúng ta tắt cái bóng đèn của trục đi thì đó là lay off đúng không? Lay off như vậy nó sẽ tắt bớt đi đúng không? Bật nó lên thì nó lay on đúng không? Đấy. Tôi tắt cái màu vàng đây thì nó sẽ tắt đi này. Bật lên này đúng không? Đây là lay on, đây là lay off đúng không nào? Đấy. Nhưng mà ví dụ như bây giờ tôi muốn giữ lại cái màu đỏ còn tất cả mất hết. Thì tôi sẽ dùng là chữ là lay ISO. Đó, lay ISO. Nhưng mà của các bạn thì các bạn phải gọi đầy đủ cái chữ là lay ISO này. Lay ISO này. Tôi kích vào cái màu đỏ này. Enter. Như vậy thì chỉ có màu đỏ ở lại thôi, còn tất cả những cái kia nó biến mất hết. Nó không mất đâu, thực ra là nó ẩn đi, chúng ta không nhìn thấy rồi. Bây giờ muốn nó hiện lên hết thì chúng ta lại gọi lại cái chữ là lay on. Lay on thì nó sẽ hiện lên đầy đủ hết. Đấy, thì ý nghĩa của ba cái lệnh này là lay ISO là giữ lại một cái nào đó, lay on là mở lên hết, còn lay off là kích vào cái nào là cái đó tắt đi. Thế thôi. Đấy. Thì cái đó cũng có thể là các bạn không dùng đến. Bây giờ trước khi sang một cái lệnh in ấy, thì tôi nói một cái lệnh này mà chuyên ngành của các bạn có thể dùng. Ví dụ như thôi, tôi mở cái bản vẽ. Ví dụ như tôi mở cái bản vẽ cái nhà 12 tầng của Đại học Xây dựng Miền Trung đấy nhá. Đấy, ví dụ như phần nước đi. Phần nước đây.
Đấy, thì cái nhà 12 tầng của Đại học Xây dựng miền Trung, bây giờ cái bản vẽ nước đây này. Ồ, cái này thì hôm trước hình như là tôi cũng có mở cho các bạn rồi, tức là đối với ngành nước của các bạn ấy, thì thực ra là cái bản vẽ kiến trúc là ở bên kiến trúc người ta vẽ rồi, bây giờ chúng ta chỉ lấy cái bản vẽ kiến trúc đó chúng ta làm cho nó mờ đi, và làm mờ thì chẳng qua là chúng ta đổi nó sang cái layer khác là cho nó giảm cái độ sáng đi thôi, đúng không? Rồi sau đó là chúng ta sẽ vẽ nó lên cái hệ thống là đường ống cấp thoát nước vào đây, đúng nào? Và đây là có cái sơ đồ không gian, đúng nào? Đây cái sơ đồ không gian. Như vậy ý tôi đang muốn nói là vẽ cái sơ đồ không gian này ấy, thì các bạn ngồi vẽ thủ công thì nó hơi có vẻ như là nó hơi bị lâu, và các cái đường thẳng này nó chưa chắc là song song với nhau. Đấy, ví dụ như cái từ cái đường này và cái đường này chưa chắc là song song với nhau. Như vậy thì trong đề cương thì không có, nhưng mà tôi nói các bạn nó có một cái lệnh này này. Ví dụ như là bây giờ các bạn muốn vẽ cái sơ đồ không gian kiểu như thế trong cái bản vẽ mới đây nha. Bản vẽ mới này không có gì hết đây nha. Các bạn muốn vẽ cái sơ đồ không gian đó vào đây thì cái màu gì cũng được nha. Thì các bạn sẽ dùng một cái lệnh mà ở trong đề cương đó nó không có đâu, đó là cái lệnh là snap snap nha. Cái lệnh snap này, sau khi các bạn gõ cái lệnh snap xong thì nó sẽ hỏi ở dưới này này, nó sẽ hỏi ở dưới này này. Đấy, thì đi đầu tiên á, là chúng ta sẽ gõ chữ S là style này. Sau khi gõ snap xong enter rồi gõ chữ S enter là style này. Đấy. Rồi khi mà gõ chữ S enter là style xong rồi, nó sẽ hỏi một trong hai cái, một cái là standard, một cái là isometric. Đấy, như vậy ví dụ bây giờ standard là cái mặc định của nó, bây giờ tôi sẽ chọn là isometric. Rồi, sau khi tôi chọn isometric rồi ấy, thì tôi mới ví dụ như nó hỏi cái số theo phương đứng phương ngang ở đây, đúng không nào? Thì nó hỏi cái số mấy cũng không quan trọng lắm đâu, tôi sẽ cứ gõ số 1 enter bỏ qua đi. Rồi, bây giờ nó các bạn thấy là cái chuột nó là lạ không? Con chuột nó là lạ đúng không? Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái đường đây này, nhấn F8 nó sẽ tự động nó xiên ra đây thôi. Rồi tôi vẽ lên đây nó sẽ lên đây thôi, tôi vẽ sang đây nó sẽ lên đây thôi, nhấn F8 nó bây giờ nó hiểu là như thế đấy. Rồi, bây giờ tôi muốn chuyển theo hướng khác thì Ctrl E một cái. Đấy, thì nó lại chuyển theo hướng này. Đó, chuyển theo hướng này, rồi Ctrl E tiếp thì nó lại chuyển lên đây, ví dụ như thế. Đó, như vậy các bạn vẽ cái sơ đồ không gian cấp nước thoát nước đơn giản không? Đơn giản không? Đó, vẽ lên đây, bây giờ muốn nó xuyên này Ctrl E cái này. Đó, sang đây này. Nha, hay là Ctrl E cái này. Chuyển sang đây này. Đó, Ctrl E nữa này, lên đây này. Đó. Hiểu chưa? Vẽ sơ đồ cấp nước thoát nước không gian đơn giản không? Tức là chúng ta thực ra là chúng ta đang đi vẽ hình phẳng nhưng mà biểu diễn dưới dạng không gian. Thì các bạn không cần việc là phải là cứ copy đường này sang đây để cho nó song song, không cần, các bạn cứ Ctrl E là các bạn vẽ thoải mái. Thậm chí là tôi muốn vẽ là giả sử như là các bạn muốn chính xác đây, ví dụ như L Enter, bạn muốn vẽ từ đây đến đây là ví dụ như 1500, cứ gõ 1500 thôi. Đúng nào? Enter. Đó. Rồi muốn nó cao lên ví dụ như là 2000. Đấy, nó sẽ cao lên 2000, Ctrl E cái chuyển hướng sang đây. Sang đây ví dụ như là bây giờ là 1000 hay là 2000 nữa. Đó. Đó cứ như thế thôi, Ctrl E cái chuyển sang đây, đó cứ như thế, hiểu không? Đấy, thì vẽ sơ đồ không gian rất là tuyệt vời và rất nhanh. Đúng nào? À, nói lại này. Bây giờ nó như này rồi, nó phải trả về như cũ cái này. À, snap snap này, enter này, tôi gọi chữ S enter, tôi gọi chữ S enter nữa thì nó trả về như ban đầu. Một chữ S là style, chữ S đầu tiên là style, chữ S thứ hai là standard là cái mặc định ban đầu của nó. Đó, nó trả về như cũ nhá. Như cũ, bây giờ các bạn muốn vẽ cái hình không gian như này, sơ đồ không gian cấp thoát nước. Chỉ có ngành các bạn tôi mới nói thôi chứ còn ngành khác thì tôi không nói cái lệnh này làm gì. À, chả dùng. Nha. Ngành nước của các bạn thì các bạn sẽ dùng cái này để đi vẽ cái hệ thống cấp thoát nước, sơ đồ không gian cấp thoát nước, đúng không nào? Thì tôi nói lại này, cái lệnh này, lệnh snap này, snap. Rồi gõ lệnh snap enter và sẽ gõ chữ là S enter. S enter. Rồi, gõ chữ Y ngắn enter.
Rồi sau đó nó sẽ hỏi này, chúng ta cứ gõ số 1 enter đi. Rồi bây giờ nghiêng rồi nhá. Nghiêng rồi nhá. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ L enter, bạn đang vẽ nằm ngang này. Vẽ một đoạn đây rồi nha. Bây giờ muốn dừng đứng lên thì Ctrl E cái thì nó đó. Đấy, nhấn Ctrl E cái nó sẽ chuyển hướng đây. Đấy. Đây. Rồi Ctrl E tiếp thì nó lại chuyển hướng tiếp theo phương khác, cứ như thế thôi. Được chưa? Đấy, Ctrl E tiếp thì nó cứ chuyển hướng. Chuyển hướng liên tục, cứ muốn chuyển hướng là Ctrl E chuyển. Rồi. Sau khi mà các bạn vẽ xong cái sơ đồ không gian cấp thoát nước gì đó rồi, bây giờ các bạn lại gõ Snap. Enter, gõ chữ S, Enter, gõ chữ S nữa, Enter nữa, Enter nữa. Như cũ, được chưa? Trả về như ban đầu. Đấy. Đối với những anh mà đã từng dùng AutoCAD thì cũng chưa chắc là biết cái lệnh này đâu nha. Đấy, chưa chắc là biết cái lệnh này để mà xài đi vẽ cái sơ đồ không gian cấp thoát nước đâu. Cụ thể như cái này đi. Đấy, như cái này, cái sơ đồ không gian cấp nước này là không phải là do tôi vẽ. Bây giờ tôi muốn kiểm tra lại coi thử người ta có dùng lệnh snap hay không, thì tôi xem thử là người ta có dùng hay không là biết này. Đấy, trùng nhau này nha. Nó trùng nhau này, tất cả những cái này nó trùng này nha. Đây nó cũng trùng này. Như vậy là chứng tỏ rằng là cái này người ta dùng cái lệnh snap để người ta vẽ này. Đấy, thấy chưa? Còn nếu mà không dùng lệnh snap để vẽ thì các cái đường đó chưa chắc nó đã trùng với cái hướng con chuột của tôi đấy. Hiểu nào? Nó đây là nếu mà các bạn vừa cái đợt trước các bạn vừa mới học xong cái học phần là hình học hóa hình ấy, thì nó có cái gọi là gì nhỉ? Vẽ kỹ thuật chứ. Nó gọi là hình chiếu trục đo là vuông góc đẳng trắc đúng không? Snap. Enter. S enter, S enter. Đó, trả về như cũ. Thấy chưa nào? Đấy, thì đó là tôi bổ sung thêm cái lệnh mà ở trong... trong cái đề cương mà học phần của các bạn học thì không có cái lệnh đó. Bây giờ chúng ta sang một cái lệnh là xuất cái bản vẽ. Chúng ta vẽ ra rồi, bây giờ chúng ta xuất hồ sơ. Như vậy xuất thì nó sẽ có hai cái. Một là tôi xuất nó thành một cái file để tôi giao nộp cho người ta. Hai là tôi sẽ xuất ra nó thành một cái bản vẽ ở trên giấy để tôi đóng tập hay là photo in ấn gì đó để mà tôi giao hồ sơ cho người ta bằng là bản cứng, gọi là giao cho giấy, đúng không nào? Đấy. Hoặc là tôi chỉ là gì, xuất sang cái file PDF để tôi nộp cho người ta cái file PDF. Đấy. Thì bây giờ ví dụ như là với cái bản vẽ này, có với cái tập tin này nó có nhiều bản vẽ đây. Bây giờ chúng ta muốn xuất cái hồ sơ, xuất thì nó có nhiều cách xuất vừa rồi đấy, đúng không nào? Thì chúng ta có thể là xuất nó đây, một cái tập tin này nó có nhiều cái hình vẽ. Bây giờ chúng ta muốn xuất cái nào đấy, thế thì ví dụ như bây giờ là trường hợp thứ nhất, tôi sẽ chưa nói lại lệnh in là xuất bản vẽ ra giấy. Bây giờ tôi sẽ nói là cái lệnh là xuất bản vẽ ra thành một cái tập tin. Thế là đầu tiên tôi giải thích là tại sao lại phải giao cho người ta một cái tập tin mà lại không giao cho người ta tập tin AutoCAD đây. Thứ nhất, chưa chắc máy người ta đã có cái AutoCAD như của mình đây để mà người ta mở ra, đúng không? Chúng ta xuất cho người ta một cái file PDF thì người ta không cần cài AutoCAD, người ta vẫn có thể mở cái bản vẽ của mình ra được bằng cái Acrobat hoặc là Photoshop Reader gì đó, hoặc là có thể mở online, người ta vẫn mở được cái bản vẽ của mình ra để người ta coi. Còn nếu mà mình giao nộp cho người ta cái file AutoCAD ấy, thì chưa chắc người ta đã có AutoCAD để mở ra, đúng không nào? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là để tránh gì? Tránh ăn cắp bản quyền. Đấy.
Thực ra thì mình giao cho người ta cái file PDF thì người ta vẫn có thể chuyển file PDF từ cái PDF sang AutoCAD được, nhưng mà nó sẽ mất công. Đấy, chúng ta đừng có giao cái file gốc cho người ta là cái file AutoCAD, mà chúng ta chỉ giao nộp cho người ta cái file là file PDF thôi. Đấy, đó là lý do tại sao chúng ta sẽ xuất sang file PDF là như thế, phải chứ nào? Đấy, bây giờ xuất sang file PDF thì nó cũng có là, ví dụ như là chúng ta vào đây á, mà chúng ta export đấy nha, export là xuất ra, còn import là đưa vào nha, import là đưa vào còn export là xuất ra. Như vậy khi chúng ta chọn export ở đây thì nó có là PDF này, các bạn thấy chưa? Hoặc là đôi khi người ta có thể là giao nộp cho người ta là cái DWF này nữa kìa, đúng nào? Đấy, DWF thì người ta sẽ mở trên mạng là được thôi, chỉ xem thôi nha. Đấy, bây giờ là PDF đi. Đấy, tôi sẽ chọn đây, ví dụ Airbot này nha, Airbot hoặc là AutoCAD 207 thì nó sẽ có vào file, nó chọn Airbot rồi PDF đây. Thế thì khi ra đây ấy, đấy là cái file PDF. Như vậy thì bây giờ là các bạn đặt cho nó một cái tên, các bạn muốn lưu vào đâu, rồi các bạn đặt cho nó một cái tên, rồi các bạn xây cái thì nó sẽ xuất sang cái file PDF, đúng không? Nhưng mà xuất PDF như thế này ấy, thì người ta lại gì nhỉ, không có khai báo nét được gì cả. Cho nên giả sử như bây giờ tôi, các bạn vẽ xong rồi, bây giờ các bạn nộp hồ sơ cho chủ đầu tư, mà cái ông chủ đầu tư ấy, thì ông không, ông mở cái file PDF lên, nếu mà các bạn xuất như này thì ông mở cái file PDF lên thì nó sẽ dẫn đến là, thứ nhất là cái nét nó không đúng. Đấy, cái nét nó không đúng. Cái thứ hai, nếu mà nói về bản quyền thì nếu mà xuất PDF kiểu này ấy, thì người ta vẫn lấy cái bản vẽ của mình quá dễ dàng, quá đơn giản. Cho nên chúng ta sẽ không xuất kiểu này, mà chúng ta sẽ xuất theo kiểu là chúng ta in Ctrl P, P phở á, đúng nào, Ctrl P lại, đúng nào. Cái bàn phím của tôi nó có vấn đề gì nhỉ? À, ủa, bàn phím là kỳ, sao Ctrl P nó không hiện lên trời? Thôi bây giờ tôi chọn đây đi. À, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tôi đang dùng, xin lỗi, tôi đang dùng cái quay phim này là tôi bấm Ctrl P nó bị dừng lại, cho nên là tôi nhấn Ctrl P nó không hiểu, đúng rồi đấy. Rồi, bây giờ sau khi mà các bạn nhấn Ctrl P thì nó sẽ xuất hiện cái hộp thoại này này. Hộp thoại này. Đấy, như vậy là tôi nói lại là chúng ta không có xuất cái PDF kiểu như vừa rồi, mà tôi sẽ xuất PDF theo kiểu là tôi in. Thì theo kiểu tôi in này thì nó hơi mất thời gian, bởi vì chúng ta phải đi khai báo nét in, rồi chúng ta lại xuất từng tờ từng tờ. Nhưng mà nó được một cái hay là cái ông chủ đầu tư, ông ta mở ra nó sẽ phân biệt là chỗ nào đường ống nước, chỗ nào ấy là nó nét to nét nhỏ, nó rất là chuẩn. Đấy. Hoặc là một cái trường hợp nữa là nếu mà chúng ta xuất file PDF này á, ở nhà chúng ta in hết đi, in kiểu như tôi đang in đây này. Các bạn đang ngồi ở nhà, các bạn in hết đi. Sau khi các bạn in xong rồi, các bạn chép cái file in chứ không chép cái bản vẽ này, không chép về tập tin này. Các bạn copy cái file in và các bạn tới tiệm, máy của họ không có AutoCAD gì cả, cứ mở PDF lên các bạn in ra là xong, không việc gì phải ngồi khai báo gì hết. Đó. Đấy, thế thì bây giờ vào đây, tôi nói lại này, các bạn nhấn Ctrl P hoặc là vào đây chọn Plot, Print này, đúng nào, thì nó sẽ xuất hiện cái hộp thoại đây. Bây giờ cái vấn đề ở đây này, cái chỗ này này, Printer xẹp Plotter này, vào đây là tôi sẽ chọn cái máy in. Thì thay vì á, là trong cái tài liệu á, là lệnh in á, là chúng ta sẽ chọn cái máy in phù hợp, đúng không? Còn bây giờ chúng ta sẽ không chọn máy in. Thì nếu mà các bạn cài for sheet reader vào rồi á, thì các bạn chọn for sheet reader là nó sẽ cho chúng ta xuất sang file PDF. Trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ không chọn cái đó, mà chúng ta sẽ chọn cái là gì? DWG to PDF, đúng nào? Thì chọn một trong hai cái này đều được hết. Nhưng mà như cái này hồi nãy nha,
nếu mà chúng ta chọn những cái hồi này ấy, thì người ta sẽ lấy một cách rất là dễ dàng, cho nên chúng ta không chọn kiểu đó. Hoặc là for sheet PDF printer, hoặc là DWG to PDF. Đây, chọn một trong hai cái đó. Ví dụ tôi chọn cái này. Rồi, khi tôi chọn cái đó rồi thì nó sẽ có khổ giấy. Ví dụ như là cái hình vẽ của tôi đây là khổ giấy A4 chẳng hạn đi, thì tôi sẽ chọn cái khổ giấy, ví dụ như là khổ giấy A mấy, A3, A4 hay là A1, A2 gì đó nha. Tôi chọn khổ giấy A4. Rồi. Đấy. Sau đó thì trong tài liệu có đấy nha. Sau khi mà tôi chọn khổ giấy xong rồi ấy, chọn cái kiểu để chúng ta xuất ra này, tức là giống như là chọn máy in này. Sau đó chúng ta chọn khổ giấy này. Và cái tiếp theo là trong cái mục display này, tôi sẽ chọn window này, tôi kích vào góc dưới này này. Cái đường vàng ngoài, đường trắng ngoài này là cái tờ giấy nhá, chứ không phải là cái khung bản vẽ. Tôi chọn cái đường này lên đây. Như vậy là tôi kích từ góc dưới này lên góc trên. Rồi, sau đó là gì? Tôi chọn là center the plot, là để cho cái nó nằm ở giữa này. Đây này, fit này. Ở đây số 1, 100 có nghĩa là chúng ta vẽ 1000 thì nó sẽ in ra là 1 cm, là đây số 1, đây số 100 này. Nha. Rồi. Đây 1, 100 này. Đó, là chuẩn như thế nha. 1 phần 100 này, skew này. Rồi tiếp tục nữa là quan trọng ở cái chỗ này này, là nét. Chúng ta muốn cái màu đỏ là nét đậm hay là nét cắt nét thấy đấy. Thì nếu mà khi chúng ta tạo layer mà chúng ta đã đặt nét độ lớn của nét rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ việc vào đây chọn là monochrome Z. Rồi, thế là xong. Bây giờ tôi xem thử này, xem thử nha, preview này, tôi xem thử này, nó sẽ ra một cái giấy trắng mực đen này. Đó, nó sẽ ra giấy trắng mực đen giống như chúng ta in ra trên tờ giấy, nó như thế này đấy. Rồi bây giờ tôi phóng lên lớn lên xem thử nét nó có đúng này. Đó, như vậy là nét nét thấy là nhỏ này, tương là nét cắt là đậm này, nó rất là phân biệt rõ ràng chưa? Ừ, nét chuẩn rồi đúng không? Ví dụ như là các bạn thấy nét nó chuẩn rồi thì các bạn sẽ plot một cái là nó sẽ hỏi chúng ta là đặt tên gì. Đấy, chúng ta đặt cái tên file này là tên gì? Ví dụ tôi đặt tạm ngoài desktop đi nha. Đấy, tôi đặt tên là ví dụ như là bài tập 1 đi nha. Tôi lấy ví dụ như thế đi, rồi save. Như vậy là tôi được một tờ nha. Đấy, như vậy là tôi đây, nó sẽ ra cái tờ giấy đây. Giấy trắng mực đen đây. Nó sẽ ra như này. Và các bạn chép cái file này, các bạn tới một cái chỗ nào đó, người ta có máy photo, máy in gì đó chẳng hạn đi, thì chúng ta, cái máy của người ta không cần cài AutoCAD, mà chúng ta cứ mở cái file này ra, chúng ta in mà không cần phải đặt nét gì hết. Ở nhà chúng ta đã in sẵn hết rồi. Bây giờ chỉ việc mở cái này lên rồi Ctrl V là in thôi. Được chưa? Đấy. Thì cái này gọi là chúng ta đang là xuất nó sang một cái file PDF, chứ không phải là chúng ta xuất ra giấy, đúng không nào? Thì ở đây nó có một cái là ở đây nó có một cái là gì? Nó có một số vấn đề như này. Vấn đề thứ nhất là cái tỷ lệ nha. Hôm trước tôi có nói với các bạn là gì? Các bạn phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa tỷ lệ vẽ, tỷ lệ đo và tỷ lệ in, thì nó sẽ in ra theo ý muốn của chúng ta, muốn bao nhiêu cũng được hết. Đấy. Tỷ lệ vẽ và tỷ lệ đo tôi đã giải thích rồi. Giải thích đi, giải thích lại để cho các bạn hiểu rồi. Vẽ 1000 mà muốn đo ra 500 thì chúng ta làm sao, đúng không? Tôi đã giải thích rồi. Hôm nay tôi nói sang cái lệnh in ở đây. Thì chúng ta in ra giấy chẳng hạn đi, đúng không nào? Vào đây chúng ta chọn cái máy in, chúng ta in ra giấy chẳng hạn đi. Như vậy thì cái máy in gì ở đây á, là nó phụ thuộc vào cái gì nhỉ? Nó phụ thuộc vào là cái tên của cái ngoài vỏ cái máy in á, và cái tên ở đây nó phải trùng nhau thì các bạn chọn đúng thì nó mới in ra, đúng nào, gọi là driver á. Thế thì tôi đang nói về cái tỷ lệ đây. Sau khi mà các bạn chọn tỷ lệ rồi, chọn máy in rồi, bây giờ cái tỷ lệ ở đây này, ở đây số 1 bình thường đấy nó ẩn đi nhá, nó không cho chúng ta khai báo. Bây giờ chúng ta bỏ cái này đi. Như vậy nếu đây số 1
Nếu đây số 100 có nghĩa là sao? Có nghĩa là 1 mili ở trên giấy đây này, 1 mili khi chúng ta in ra trên tờ giấy ấy, nó sẽ bằng con số 100 ở trên máy. Nếu như ở đây chúng ta gõ đây trên này là số 1, dưới này là số 1 thì nó sẽ hiểu là gì? Ý nghĩa của nó sẽ hiểu là 1 mili in ra trên giấy nó sẽ bằng số 1 ở trên máy khi chúng ta vẽ. Ví dụ chúng ta vẽ ở trên máy 1000. Nếu mà chúng ta để ở đây là 11 có nghĩa là nó sẽ in ra ở trên giấy là nó sẽ hiểu là 1000 mm. Đó. Đấy chứ nào. À. Nhưng nếu như bây giờ tôi vẫn để như cũ đây, ở trên này số 1 và dưới này số 100 thì khi tôi vẽ ở trên máy là 1000 thì nó in ra ở trên máy, xin lỗi là khi tôi vẽ ở trên máy là 1000 thì nó in ra trên giấy nó sẽ bằng 10. Bởi vì nó sẽ lấy là gì? Nó sẽ lấy 1000 mà chia cho 100 thì nó sẽ bằng 10. Như vậy là in ra trên giấy nó sẽ bằng 10 mm. Thay vì lúc nãy là tôi vẽ 1000 in ra trên giấy nó sẽ đúng 1000 mm. Còn bây giờ ở đây ấy là trên là 1 dưới 100 thì khi tôi vẽ 1000 thì in ra trên giấy nó sẽ bằng 10. 10 mm. Đó. Từ đó chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản như thế thôi, từ đó chúng ta có thể điều khiển nó là muốn in ra bao nhiêu cũng được hết. Đó là đây chính là tỷ lệ in. Đây chính là tỷ lệ in. Cho nên có nhiều người hỏi là gì? Thầy ơi, em vẽ đúng tỷ lệ chính xác nhưng tại sao em in ra nó không đúng tỷ lệ? Là lỗi là do con số này thôi, lỗi là do số này thôi nha. Và nếu như mà ví dụ như tương lai cái bạn nào đó mà ví dụ như đi sang Nhật Bản làm chẳng hạn đi, một số nước khác làm đi, thì nó đòi hỏi khắt khe chứ không phải như Việt Nam mình đâu. Việt Nam thi công là nhìn con số để thi công. Ví dụ như ở trên bản vẽ tôi ghi là 1000 thì ông thi công ông ta sẽ hiểu là 1000 là sẽ thi công đúng nào. Nhưng mà bản vẽ của Nhật chẳng hạn đi thì nó phải chính xác đến từng mm. Đấy. Cho nên ông phải in đúng chính xác tỷ lệ thì phải gõ con số như thế này này, chứ không phải là như của ông Việt Nam cứ fit to paper. Fit to paper có nghĩa là nó sẽ đầy trang giấy nhưng mà tỷ lệ chưa chắc là đúng. Còn bỏ cái này đi, phải gõ con số chính xác vào đây để in đúng tỷ lệ này. Cho nên nếu mà ai mà muốn làm cho Nhật Bản hay là làm cho Mỹ chẳng hạn đi, thì tôi cũng đã từng in những cái bản vẽ để mà làm công trình cho Mỹ hay là làm cho Nhật Bản chẳng hạn. 2 mét mà sai đi 1 mili nó không chịu. Các bạn thấy chưa? Nó chính xác đến cửa đó đấy, đúng nào. 2 mét mà sai 1 mili nó không chịu. In ra trên giấy rồi mà nó sách thước nó đo, nếu mà sai 1 mili nó không chịu. Các bạn thấy nó chính xác như thế chứ không phải như bản vẽ Việt Nam cứ nhìn số thi công như đâu có quan tâm đến cái tỷ lệ đâu. Đấy thì cái câu chuyện tỷ lệ đây là tỷ lệ in. Rồi, đó là một vấn đề. Vấn đề tiếp theo là nét. Nét in của chúng ta thì nó có hai cách, là một là in theo màu, hai là in theo là layer. Nếu in theo layer thì vào đây các bạn chỉ cần là chọn monochrome là xong. Nhưng nếu như in theo màu á thì các bạn là có thể là làm giống như trong tài liệu của tôi đây. Nếu in theo màu thì trong tài liệu của tôi đây, đây trong tài liệu của tôi có nói này nha, là cái đầu tiên là cái chỗ này là chọn máy in này nha. Rồi paper size là chọn khổ giấy này. Đấy, đây cái bước thứ ba này, khai báo net in này nha. Khai báo net in thì khi mà chúng ta cái bước thứ ba khai báo net in là trong mục là plot style table pen assignment này, trong cái mục này này. Đấy, thế thì trong cái mục này á thì khi các bạn vào đấy thì nó hỏi đây này, nó hỏi rất là nhiều đây này. Đấy thì nó có cái này là tôi đã nêu ở trong tài liệu rồi. Rồi chúng ta sẽ khai báo net in như nào, rồi tỷ lệ như nào, có từng bước trong này tôi có giải thích đây. Đấy, giống như là tôi vừa mới giải thích ở trên trực tiếp ở trên AutoCAD vậy thôi. À, nó cũng chẳng khác gì cả. Đây này. Giả sử như bây giờ là trường hợp lúc nãy là tôi là in theo gì? Theo layer, theo độ lớn của layer. Bây giờ tôi sẽ in theo mọc. Tôi sẽ vào đây, tôi new. Đấy, giống như trong tài liệu thôi. Star from đây, net. Tôi đặt tên tôi chẳng hạn đây.
Rồi net plot style table editor, rồi nó sẽ vào đây. Đấy, giả sử như bây giờ tôi muốn màu đỏ là bằng 0.5, đúng không? Đầu tiên là tôi chọn cái màu đỏ đây đi. Tôi kéo xuống, tôi chọn đây hết đây. Rồi, chọn từ đầu đến cuối hết luôn. Sau đó thì tôi vào đây, tôi sẽ chọn là black, là in đen trắng này. Rồi sau đó là tôi sẽ chọn độ lớn của nó vì 0.2 này. Rồi sau đó tôi kéo lên đây, ví dụ như bây giờ tôi muốn màu đỏ. Tôi muốn màu đỏ là 0.5 thì tôi kích vào màu đỏ và tôi sẽ kéo xuống đây, tôi sẽ chọn là 0.5. Thì nó sẽ in ra là cái màu đỏ lớn bằng đúng bằng 0.5. Sau khi làm xong rồi save and close này. Rồi, finish này. Rồi bây giờ vào đây nhé, xem thử này. Nó cũng là giống như vừa rồi thôi, đó, cũng là nét to nét nhỏ giống như vừa rồi, nhưng mà bây giờ cái nét vật liệu rất là to đúng không? Cái nét vật liệu có vẻ như hơi bị động thì tôi lại vào tôi điều khiển cái nét vật liệu này. Edit sửa lại này. Ví dụ cái nét vật liệu chính là cái màu số 8 số 9 vừa rồi đấy, tôi cho cái nét 0.09 đi. Rồi, tôi thử lại này. Thì bây giờ cái nét vật liệu nó nét vật liệu không phải màu đó, màu số 43 45. Như vậy thì tôi lại đổi tiếp cái màu số 45 mà nét vật liệu là màu số 45 đây. Nhỏ lại. Rồi xem lại, xem thử là nét vật liệu nhỏ hơn chưa? Đó, nhỏ hơn rồi đó. Nét vật liệu bây giờ nhỏ rồi này. Đấy. Chúng ta phải chọn đúng cái màu của nó thì mới thay đổi được. Đó là cái cách thứ hai là cách in theo màu. Thì trong tài liệu tôi đã nói đây rồi. Còn cách thứ nhất là tốt nhất là gì? Khi tạo layer tạo luôn đi. Rồi bây giờ in là chỉ việc chọn monochrome là xong nhé. Không cần phải đi chọn màu đỏ to bao nhiêu, màu xanh bao nhiêu, không cần biết nữa. Vào đây chỉ việc chọn mỗi cái monochrome là xong thôi. Đúng không nào? Đó là cái vấn đề thứ hai là độ lớn của nét để in ra cho chuẩn. Cái vấn đề thứ ba là nếu mà chúng ta muốn nó nhớ luôn lần sau phải đỡ phải mất công đi chọn này chọn kia gì đây thì chúng ta đánh dấu vào đây này. Xây trên to layout có nghĩa là nó sẽ lưu mỗi lần mà chúng ta chỉnh sửa, nó sẽ lưu khi chúng ta xuất nó ra ngoài layout, xuất nó ra ngoài đấy. Mỗi lần chúng ta ok cái là nó sẽ nhớ rồi, nó nhớ vào trong đó, thế là đỡ mất công chúng ta lần sau phải đi chọn lại từ đầu nữa và nó nhớ luôn. Đó là vấn đề thứ tư. Vấn đề tiếp theo, một cái vấn đề tiếp theo. Có bạn mới hỏi tôi là thầy ơi, không hiểu sao mà em in ra là xung quanh nó có cái gì á. Ví dụ như bây giờ tôi cố tình làm sai nha, tôi đánh dấu vào đây. Cũng phải sai mà có người thích thế, đúng không? Tôi đánh dấu vào đây. Ok. Thử này, thử nha. Đấy. Thế thì các bạn thấy cái gì đấy không? Thấy gì đấy không? Đấy, cái bản vẽ này được lưu ở trên ổ D có cái tên này. In vào lúc, đúng không? 8 giờ 26 phút 46 giây. Ngày 20 tháng 1 năm 2022. Đúng nào? Nó báo đầy đủ luôn. Như vậy thì nguyên nhân là gì đây này? Close stem on, bỏ nó đi thì không có, thì in ra nó sẽ không có, không có cái đó, mất rồi, không có. Còn nếu mà bạn nào mà vô tình đánh dấu vào đây ấy, thì nó sẽ in ra một giây đó đấy, đó. Đó. Mà thậm chí chúng ta có thể thay đổi nó được đây này, đây này, muốn in ra tên này, khổ giấy là gì này, nó sẽ hiện lên hết đây, đúng không nào? Đấy, thì bỏ nó đi thì không in ra không có, thế thôi. Đó, đó là cái lệnh về về in. Đó, in thì như thế nhá. Đó, vừa in cũng có thể là xuất sang file PDF thì nó như vậy đó. Vẽ xong rồi mà không biết in, không biết đúng không? Bây giờ in sao đây? Bây giờ tôi có một cái bản vẽ rồi, bây giờ in sao đây? Đấy. Thì in được hết á, in kiểu đó đó. Rồi. Qua cái câu chuyện vừa rồi thì có ai thắc mắc gì không ạ? Có ai hỏi gì không ạ? Hay là chúng ta giải lao một tí rồi tí nữa giải đáp mọi thắc mắc nha.